Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trộn vỏ, vo nhân và nướng bánh trung thu nhé. Tiên mình sẽ trộn vỏ bánh, nguyên liệu gồm có 160g bột mì đa dụng, 100g nước đường, 30g dầu ăn, nửa muỗng cà phê nước cho tàu. Mình sẽ trộn các nguyên liệu lỏng với nhau. Sau đó trộn đều và để cho các nguyên liệu ngấm với nhau trong khoảng 30 phút đến 2 tiếng nhé. Sau khoảng thời gian 30 phút, mình sẽ trộn nguyên liệu lỏng vào phần bột, dùng phới trộn đều. Trong công thức này mình có sử dụng nước cho tàu bởi vì nước đường của mình mới nấu được có 1 tuần thôi. Nếu bạn không có nước cho tàu, có thể thay thế bằng 1/4 muỗng cà phê baking soda hoặc 10g dầu ăn bằng 10g lòng đỏ trứng. Định lượng trong công thức này vừa đủ để tạo thành một khối bột mịn, mềm, dẻo và dễ thao tác không bị dính tay. Tuy nhiên, mỗi loại bột sẽ có độ hút ẩm khác nhau. Do đó, nếu khối bột của bạn khô quá, bạn có thể thêm một ít dầu ăn hoặc nước đường. Nếu bột quá ướt thì thêm một ít bột nữa nhé. Sau khi đã trộn bột thành khối như thế này, mình sẽ đậy kín và để bột nghỉ trong vòng 30 phút. Trong lúc đó, mình sẽ tiến hành bọc nhân vào trứng muối. Mình tạo một lõm nhỏ và cho trứng muối vào giữa. Sau đó vo tròn viên nhân lại. Lưu ý không nên để không có không khí giữa trứng và nhân nhé. Khi nướng, không khí sẽ nở ra làm cho bánh bị nứt. Đây là viên nhân đậu xanh của mình. Tiếp theo mình sẽ làm viên wasabi rong biển với lại trà bông. Với định lượng của phần vỏ khi nãy thì mình sẽ làm được 6 cái bánh 150g. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm viên nhân trà xanh. Theo là viên nhân trà xanh bọc đậu đỏ trứng muối của mình. Để phần link hướng dẫn cách sơn nhân trà xanh, đậu đỏ ở phần mô tả, các bạn có thể vào đó xem thêm nhé. Khi thao tác bánh trung thu, các bạn có thể đeo găng tay hoặc là dùng cồn sát khuẩn dành riêng cho thực phẩm. Làm sạch tay của mình thì sẽ giữ được bánh trung thu bảo quản được lâu hơn. Bánh nhân đậu đỏ trứng muối nè. Đây là khối bột của mình sau 30 phút được nghỉ. Mình chia làm 6 phần bằng nhau và mình vo tròn mỗi phần. Khi vo xong, mình phủ một lớp bột áo mỏng ở phía trên mặt bàn và cán viên bột mỏng ra. Bột vỏ bánh trung thu sẽ không có độ dai như bột bánh mì, cho nên trong lúc cán thì các bạn nhẹ tay nhé. Sau khi cán phần vỏ xong, mình sẽ cho lên tay và cho viên nhân vào giữa. Mình sẽ vuốt phần vỏ bánh ép sát với lại nhân, tránh không cho không khí ở giữa phần nhân và phần vỏ bánh. Bây giờ thì mình dùng các ngón tay miết sát phần vỏ với phần nhân với nhau và sau đó vo tròn miệng lại. Nếu phần vỏ trộn đạt thì ở khâu này viên bột sẽ rất là bóng mịn và đẹp. Giờ thì mình làm thêm một cái nữa để các bạn xem nhé. Ra thì nguyên liệu bánh trung thu rất rẻ, nhưng giá bán mắc thứ nhất là vì mùa vụ, thứ hai là vì cần một ít kỹ năng và thứ ba là khá là nhiều khâu cần sự tỉ mỉ. Bây giờ thì mình quét một ít dầu ăn vào khuôn để chống dính. Mình sẽ vo viên bột cho nó ớm một tí và lựa cái mặt nào có bột dày mình để phía dưới. Dùng tay ấn để cho bột dẹt đều. Và bây giờ mình đóng khuôn góc xuống nè. Mình sẽ khéo cái cần khuôn lên trước, sau đó mình mới rút cái khuôn lên. Khuôn này sẽ cho trọng lượng bánh là 150g. Bạn cũng có thể sử dụng khuôn này để đóng bánh 180g nhé. Một bộ khuôn như vậy thì có giá khoảng 70-80 ngàn. Nó có khoảng 5-6 mặt hoa văn cho mình chọn á. Em chưa quen, bạn có thể đóng trực tiếp lên khay bánh đã có lót một lớp giấy nướng bánh
bởi vì bánh trung thu khá mềm, di chuyển cũng hơi khó. Giờ mình sẽ cho vào lò nướng và nướng ở 200 độ trong vòng 12 phút. Bánh sau khi ra lò lần đầu tiên, mình sẽ xịt nước vào để bánh mau nguội. Bánh nguội hẳn, mình sẽ nướng lần thứ hai ở 200 độ 10 phút. Sau lần nướng thứ hai, bánh đã hoàn toàn chín hẳn như thế này. Để bánh nguội, khi bánh đã nguội hoàn toàn mà khô thì mình sẽ bắt đầu quét nước nóng lên. Đây là loại chuyên dụng sử dụng để quét mặt bánh trung thu. Tuy nhiên nếu không có, bạn có thể tự làm nước quét mặt bánh bằng cách pha một lòng đỏ với lại một ít dầu mè hoặc là dầu ăn thông thường. Sau khi quét mặt bánh xong thì mình sẽ cho vào lò nướng ở 180 độ trong vòng 5 phút để lớp quét mặt trứng này chín hẳn. Đây là bánh của mình ra lò sau 3 lần nướng, nhìn thật hấp dẫn phải không nào? Thì cùng mình cắt bánh nha. Các bạn thành công và có một mùa trung thu vui vẻ nhé.